Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay trong chương trình Trường Hay Trung Tường, chúng mời quý vị cùng nghe một truyện rất ngắn của Hạ Mai Kim mang tựa đề Chuyến Xa Đò Quý Mộc. Sự di chuyển trở nên càng ngày càng khó khăn nguy hiểm. Nay đắp mô, mai gài mìn. Thôi năm nay con khỏi về ăn Tết với bà với mấy em. Mấy em con sẽ thắp hương lên bàn thờ má giùm con. Con cứ an tâm ở dưới đó mà học. Học thật giỏi là đã trả hiếu cho ba rồi vậy. Tin chắc má con cũng sẽ ngậm cười nơi chính suối. Đó là nội dung bức thơ của ba tôi mà tôi đã nhận được tuần trước. Tôi còn nhớ như in, từ nét chữ run rẩy tới những dòng ô được kẻ một cách ngay ngắn. Tôi chưa bao giờ ăn Tết xa gia đình. Nếu phải xa, thì đây là cái Tết đầu tiên. Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày cuối năm, lúc mẹ tôi còn sống. Bà thường dẫn anh em tôi đi chợ mua sắm quần áo mới, mua bánh mứt, kẹo, hột dừa và những vật liệu như gạo nếp, đậu xanh, thịt heo, lá dong để làm bánh chưng. Gia đình tôi không giàu vì ba tôi chỉ là một công chức khiêm nhường, nhưng mẹ tôi đã hết sức dành dụm trong suốt năm để cố gắng mua cho đủ. Bà không muốn anh em chúng tôi thiếu thốn. Và riêng tôi, ngoài công việc lo dọn dẹp nhà cửa, tôi còn có bổn phận phải xoay cho kỳ được một cành mai để trưng ba ngày Tết. Kiếm một cành mai Đà Lạt không phải là một điều khó khăn. Khó khăn họ chăng là trèo lên cây mai, chặt đem xuống rồi mang về. Cũng nên viết thêm là hồi đó tôi 15 tuổi và không có tiền thuê xe lam trở về. Tôi phân vân suy tính, có thể ở lại, buồn, cô độc, lẽ dĩ nhiên, tôi không quan tâm điều này. Tôi bồn chồn, tôi lo lắng, tôi biết chắc gia đình mà thiếu tôi là thiếu tất cả, vì tôi là con trưởng, là cái đầu tàu xe lửa, mà các toa là một lũ em nhỏ dại. Ai sẽ dẫn các em tôi đi chợ Tết? Ai sẽ là đầu nậu, xóc bầu cua cá cọp cho các em tôi chơi? Sài Gòn trong những ngày cuối năm thật ồn ào náo nhiệt. Người đâu sao mà đông thế, họ đổ xô đi mua sắm y như là từ xưa tới nay họ chỉ được mua sắm trong những ngày cận Tết vậy. Những gian hàng nhỏ bé được mọc lên một cách vội vã chung quanh chợ Bến Thành. Những lời rao, tiếng mời qua các máy phóng thanh làm điếc tai người mua. Thôi thì đủ mọi mánh khóe được áp dụng để thu hút khách hàng, nào là khô nai, khô cách thiều, rượu dâu, rượu cẩm, mua một biếu một, cam, quýt, nho, táo, không biết được tích trữ từ bao giờ cũng đột nhiên xuất hiện, nhìn không cũng thấy chảy nước miếng rồi. Đi dọc theo đại lộ Lê Lợi về phía Quốc hội, rồi quẹo hướng vào sông, ta sẽ từ từ thoát khỏi mê hồn trận, để rồi lạc vào một thế giới khác, ít ồn ào hơn. Thế giới của loài hoa, nào là hoa mai, hoa anh đào, hoa cúc, hoa hòe, hoa lan, hoa thực dược, và hầu như tất cả các loài hoa đều hiện diện để cùng phô trương màu sắc dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Thật đúng là trăm hoa đua nở. Các thiếu nữ với những chiếc áo dài lộng lẫy cũng đi mua hoa về đón xuân. Tôi cũng có mặt trong chợ hoa này, nhưng không phải để mua, mà để ngắm. Sau một phút suy nghĩ, tôi bóp bụng, kêu một ông phó nhòm chụp cho một bô loại lấy liền. Hai tay chống nạnh, một chân gết lên chợ bông, mặt hơi vênh lên, trông cũng có vẻ hách lắm. Tôi định bụng vào chợ lớn mua một ít lặt vặt rồi ghé thăm một anh bạn, nhưng chợt nhớ lại bình xăng của chiếc velo cũ đã vơi quá nữa, tôi bèn ra về. Cư xá Đắc Lộ giờ này vắng hoe, các bạn tôi đều về với gia đình từ mấy hôm trước. Tôi buồn rầu ngồi xuống chiếc ghế đá. Tôi nhớ nhà. Giờ này chắc Đà Lạt lạnh lắm, bờ hồ vắng tanh, những cơn gió buốt thổi qua các rặng thông già gây nên một điệu nhạc buồn, một điệu nhạc độc đáo của xứ anh đào. Chắc ít người chịu ra ngoài. Đã 29 Tết rồi còn gì nữa. Họ đã sắm đủ Tết. Còn gia đình tôi, ba tôi có mua đủ quần áo cho mấy em tôi không? Còn bánh mứt, còn hoa quả để cúng má tôi nữa. Tôi quyết định vội vã, mai tôi sẽ về.
vào tay ai. 5 giờ sáng ngày 30 Tết, một hồi còi, hú báo giờ giới nghiệm đã hết. Trong khi Sài Gòn còn ngái ngủ sau một giấc ngủ nặng nhọc, thì bến xe đò đã náo nhiệt một cách lạ thường. Các em bán báo, các chị bán hàng rong, các anh lơ xa đò cùng các bác tài xế đủ các loại xe đã tạo nên một thế giới riêng biệt. Không biết họ thức giấc từ bao giờ mà trông thật tỉnh táo như để đón nhận một ngày mới, cực nhọc và vất vả. Có lẽ họ bận rộn hơn ngày thường vì đó là ngày cuối năm, đi rồi ngày mai họ sẽ nghỉ xả hơi để ăn mấy ngày Tết. Chữ ăn ở đây có đúng với cái nghĩa đen của nó, ăn thật no, ăn no chết bỏ rồi năm sau ta lại kéo cày. Bao nhiêu tiền dành dụm từ năm ngoái đều được tiêu xài xả láng. Sau khi trả tiền xe taxi, tôi bước vội đến bến xe Minh Trung, một loại xe nhỏ nhưng chạy nhanh, lẽ dĩ nhiên là giá mắc hơn chút đỉnh. Tôi được trả lời là vé đã bán hết từ 2-3 hôm trước. Tôi hoảng hốt xách chiếc sắt Panam ước vội lại quầy xa lớn. Một anh lơ nhanh nhẩu nắm chiếc sắt của tôi, lôi tôi về phía anh rồi nói lớn: "Lẹ lên cậu hai, lẹ lên, xe sắp chạy rồi." Tôi không còn thời giờ để lựa chọn, có xe đây là quý lắm rồi. Nắm chặt cái vé xe trong tay, tôi mới thấy an tâm. Tôi đưa mắt nhìn chung quanh và chợt để ý thấy một thiếu nữ khoảng 17 tuổi đứng gần đó, hai tay ôm chiếc cặp trước ngực. Một người đàn bà khoảng ngoài 40, không ăn mặc chảy chuốt, nhưng có vẻ lanh lợi nói: Con coi đồ giùm mẹ nghe, mẹ chạy đi mua ít bánh mì, con ăn không? Cười nghe cô gái đáp nhỏ nhẹ: Dạ không. Như vậy, người đàn bà đó hẳn là mẹ cô nữ sinh. Bà đi buôn. Cứ nhìn bề ngoài mà đoán thì biết, chắc bà đi buôn trứng chót, rồi đón con gái về ăn Tết luôn một thể. Tôi kín đáo nhìn cô ta, trông cô thật hiền lành, thùy mị, trong chiếc áo dài trắng. Làn tóc thề, ôm theo bờ vai tròn chỉnh. Đúng, đây là một vẻ đẹp thanh nhã, không cao sang hoặc kiêu kỳ kiểu cách như những cô gái khác cùng lứa tuổi. Cùng lúc ấy, người đàn bà tất tả trở lại với ổ bánh mì lớn trong tay. Còn không ăn đói chết đã. Anh Lơ chuyển những hành lý cuối cùng lên mui xe. Mấy chiếc giỏ cần xé quá lớn của bà làm anh quạo. Tiếng chích mui, anh dùng hết sức bình sinh kéo lên. Tôi không ngần ngại, bỏ phăng chiếc xác Panam mà tôi rất cưng xuống đất, rồi nâng mấy cái giỏ giùm anh. Cảm ơn cậu nghe, cậu tử tế quá hà, chắc cậu cũng về Đà Lạt ăn Tết phải không? Dạ. Bà nhìn nhanh tôi như để dò xét, hay đánh giá cũng vậy, rồi nói: Cậu không mặc áo len nghe, không khéo chỉ tới bệnh quán là bị lạnh đó. Dạ tôi cảm ơn bà, cháu có mang theo đây. Anh Lư dục chúng tôi lên xe. Tôi không giấu được nỗi vui mừng khi được xếp ngồi cùng một băng ghế với mẹ con bà. Đó là số hình cuối năm của tôi. Lộ trình Sài Gòn Đà Lạt hẳn sẽ ngắn lại và biết đâu chẳng là duyên tiền định. Băng chúng tôi ngồi gồm 3 chỗ, bà ngồi giữa, con bà ngồi kế cửa sổ và tôi ngồi ngoài cùng. Thôi cũng được, tôi tự an ủi, chẳng lẽ bảo cho con gái bà ngồi kế mình, ai làm như vậy chứ? Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, người tài xế mở cải lương, giọng ca vọng cổ quen thuộc, hòa cùng tiếng máy động cơ, tạo nên một âm thanh chói tai, làm khó chịu mọi người. Mấy năm gần đây, có phong trào gắn nhạc trên xe để thu hút khách. Tôi thầm nghĩ, thật là thất sách, vì ảnh hưởng có khi ngược lại điều chủ xe mong ước. Khi xe bắt đầu ngon trớn trên xa lộ, thì bà mẹ cô gái cũng lấy bánh mì ra ăn. Bà hỏi cô: "Ăn bánh mì không con?" Tôi thấy cô khẽ mỉm cười lắc đầu, bà quay sang tôi: "Cháu ăn một miếng với bác cho vui nghe." Tôi sung sướng tới đỏ mặt và lễ phép từ chối: "Thưa bác, cháu đã ăn no nhà rồi ạ." Bà thản nhiên đưa bánh mì lên miệng ăn, không một chút ngượng nghịu. Hai mẹ con bà thật khác nhau một trời một vực, chỉ từ tính tình tới sắc diện. Đúng là mẹ cứu con tiên, con e lệ thùy mị, mẹ phóng khoáng sổ sàng. Tôi mới tự biện giùm bà: "Thì đi buôn phải như vậy, nếu không sẽ lỗ vốn làm sao. Với lại, con gái bà đẹp là được rồi." Xa hơi tới Hồ Nai, rồi chạy ngang qua vườn cao su. Những cây cao su được trồng thật ngay thẳng theo hàng, theo lối.
làm tôi liên tưởng tới những người lính trong quân đội. Nước tôi đang có chiến tranh, một ngày nào đó tôi sẽ nhập ngũ, rồi cũng có thể một viên đạn vô tình nào đó sẽ tết lửa đời tôi. Đó là chuyện thường tình, trai thời loạn mà. Nhưng cô gái ngồi kế bên sẽ trở thành quá phụ, khuôn mặt thơ ngây kia sẽ phải chích một vành khăn tang. Đó là điều không thể chấp nhận được. Không, không thể có chuyện vợ con trong lúc này. Tôi khẽ liếc nhìn cô gái. Gió xuân đang thổi ngược tóc cô về phía sau, để lộ một cái cổ cao và thật trắng. Cô sẽ phản ứng ra sao nếu đọc được ý nghĩ trong đầu tôi? Mẹ cô ngủ lúc nào mà tôi chẳng hay. Nét mệt nhọc hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi thấy quý trọng người đàn bà này. Bà đã lặn lội vất vả để kiếm tiền nuôi con ăn học. Khi tới định quán, khác với thông lệ, xe chỉ ngừng mấy phút để hành khách xuống cho giãn gân cốt và làm việc khác, rồi lại chuẩn bánh. Không ai nghĩ tới chuyện ăn cơm, vì mọi người đều mong chóng về tới nhà để đón giao thừa. Lúc lên xe, để tiện ngắm phong cảnh, bà đổi chỗ cùng con gái bà. Hay có nghĩa ý nào đó? Tôi thầm cảm ơn hành động khá tế nhị của bà. Tôi vốn dĩ rất nhát gái, xe đã chạy được một khoảng khá xa, mà tôi vẫn loay hoay chưa tìm ra câu mở đầu. Sau cùng thu hết can đảm, tôi gợi chuyện bằng một câu rất ưa vô duyên. Thưa cô cũng về Đà Lạt ăn Tết cùng bác. Cô nhìn tôi thoáng một vẻ ngạc nhiên. Dạ. Tôi bối rối, chưa biết tiếp tục ra sao thì may quá, phù hiệu tinh trường mà cô đang học, thêu trên nếp áo bên trái, đã cứu tôi khỏi cơn bí. Thưa cô học Gia Long. Dạ. Em bạn tôi cũng học trường đó đó. Những câu chuyện trao đổi giữa chúng tôi thật nhạt nhẽo, không đâu vào đâu, quanh quẩn việc trời mưa, trời nắng, xuân hạ thu đông. Gần một tiếng đồng hồ rồi mà chiến lợi phẩm thu lượm được chẳng có là bao. Má cô ngồi bên vẫn giữ im lặng một cách khó hiểu. Tôi nặng ốc cố tìm cơ hội kiếm điểm với bà. Tôi cầu trời cho gió thổi bay chiếc khăn phula mà bà đang hờ hững đeo ở cổ, hay mấy chiếc giả cần xé trên môi rớt xuống. Chắc chắn tôi sẽ hùng dũng đến vậy, như quan công ngồi trên ngựa xích thố lúc bắt sống Tào Tháo. Miệng tôi sẽ hô to, tốt, tốt, rồi tôi sẽ nhảy xuống xe, trước cả anh Lơ luôn, để lượm lên cho bà với một nụ cười thật tươi. Khốn nổi, chiếc khăn phula phải gió vẫn chưa chịu bay đi, còn mấy cái giỏ cần xé vẫn trơn như đá, vững như đồng, chẳng chịu nhúc nhích. Thỉnh thoảng, bác Tài lại ngừng xe cho hành khách xuống, lúc thì ở Plau, khi thì ở Turin. Xe vây hành khách càng chạy mau hơn, những cây thông bắt đầu xuất hiện nhiều, báo hiệu cho biết sắp tới Đà Lạt. Tôi hơi cảm thấy lạnh, nhưng trong lòng thì lại nóng như lửa đốt, vì tôi chưa biết gì về cô bạn đồng hành khá ái kia cả. Tên của cô, địa chỉ của cô Đà Lạt cũng như Sài Gòn, tôi đều mù tịch. Để trấn an, tôi tự hứa, cứ bình tĩnh, lát nữa khi tới bến xe, mình sẽ hỏi lo gì. Khi xe đến Liên Khương, một sự kiện hết sức bất ngờ ngoài sự dự trù của tôi đã xảy ra, làm tôi choáng váng mặt mày. Cô bạn gái của tôi, hãy tạm gọi như vậy đi, đứng lên nói với bác Tài ngừng xe. Cô cúi đầu chào bà ngồi kế tôi, mà tôi nãy giờ cứ đinh ninh là mẹ cô, rồi cô nhếch mép cười nhẹ với tôi trước khi bước xuống xe. Tôi ngẩn ngơ đứng dậy, nhìn theo bóng dáng cô, cho tới lúc xe tới một khúc quanh, mới giật mình rồi, lẻn lẻn ngồi xuống. Cả một sự tiếc rẻ bị hụt hẫng, xâm chiếm qua lòng tôi. Cảm giác dường như bị mất mát một cái gì đó, làm tâm hồn tôi bâng khuâng xao xuyến. Bọn tất cả đều biến thành bực tức, trút đổ lên đầu cái bà mẹ vợ hờ kia. Nó làm tôi thiếu bình tĩnh, quên cái lịch sử tối thiểu, nên sẵn giọng hỏi bà. Vậy chứ bà không phải là má cổ hả? Lúc đó hết còn bác với cháu rồi. Không, bác cũng chỉ quen nó trước cháu mấy phút thôi hả? Từ đó đến Đà Lạt, tôi không thèm nói với bà một câu, mà cũng không thèm nhìn bà lấy một lần nữa. Con người gì lại khéo vô duyên,
mới quen có sơ sơ à, mà bà đặt xưng mẹ ngọt xớt, thiệt không biết ngượng mồm. Mặt như chung vô diệm, mà đòi làm mẹ tiên nha, thiệt không biết xấu hổ. Tôi xin đóng hoặc kép chữ xấu hổ này, tại vì có tôi nữa. Khi xe vừa tới bến, tôi vội vã bước xuống. Tôi còn nghe bà nói với theo, Kiều cháu ơi, phụ bác đem giùm mấy cái giỏ xuống đi cháu. Tôi bước nhanh qua đường, tay nắng cái sắt xem còn mấy phong pháo cho tụi em tôi không. Có lẽ tôi về kịp bữa cơm chiều. Xin thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Hà Mai Kim mang tựa đề Chuyến xe đò cuối năm. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.